Chạy xe trên đường, thanh niên thích thú phát hiện ông trời đang thả lai cực mạnh. Theo đó, trong khi đang chạy xe trên đường, anh thanh niên bỗng giơ một tay ra rồi thả lai cực mạnh một cách vô cùng phấn khích, như đang đồng tình với một người nào đó đang ở bên kia đường. Thế nhưng bên kia đường lại không có ai, chỉ có trên bầu trời xuất hiện một áng mây với hình dáng một cánh tay đưa ra và đang thả lai với toàn thể nhân loại. Như thể ông trời đang muốn hỏi nhân gian rằng thời tiết dạo này có vừa phải hay không. Nếu cảm thấy chưa đủ nắng thì giơ nút like cho ông trời biết mà tăng nhiệt độ lên thêm vài nấc nữa. Tuy nhiên, cái like đầy quyết đoán của anh thanh niên như lời đáp, mọi thứ đang rất là tuyệt vời, không cần tăng thêm dù chỉ là nửa độ. Mặc dù vậy, nhiều người sau khi xem qua đoạn clip lại cho rằng thực ra ông trời đang thả like cho sự can đảm của chàng trai và những người dám bước ra đường trong cái tiết trời hơn 40 độ. Một số người khác là nhất quyết không thả like mà thả tim để hy vọng ông trời có thể giảm bớt nhiệt độ, thậm chí là gửi một trận mưa hoành tráng xuống để mà xoa dịu đi cái nắng nóng thời gian qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.